Câu số 14 gồm 3 ý. Ý 1. Địa giới có nghĩa là gì? Ý 2. Trong địa giới có tất cả bao nhiêu loài sống chung? Đó là những loài nào? Ý 3. Nhiệm vụ của từng loài trong địa giới như thế nào? Tôi là Thiền gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp Thiền Tông Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi 14 của anh Nguyễn Minh Đức, cư ngụ Văn Giang, Hưng Yên. Câu 14 này cũng có 3 ý. Ý thứ nhất, địa giới cũng gọi là bầu ngũ hành. Bầu này hoàn toàn bằng đất, nước, không khí, lửa và điện từ âm dương. Ý thứ hai là trong địa giới có tất cả 7 loài sống chung, gồm 1 là loài người, 2 là loài thần, 3 là loài thánh, 4 là loài tiên, 5 là loài ngạ quỷ, 6 là loài súc sinh và 7 là loài thực vật. Ý thứ ba, tôi xin giải đáp nhiệm vụ cơ bản của từng loài trong địa giới này như sau. Thứ nhất là loài người. Loài người thì có 5 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất của con người là tự lo làm ăn chân chính, không tu theo bất cứ đạo nào hết. Vì ở trái đất này là trái đất nhân quả, hãy tu là bị nhân quả, không giải thoát được. Còn nếu muốn tu theo các đạo thì phải tìm hiểu cơ bản các đạo như sau. 1 là tu theo các đạo để thành cái gì, hay thành ông hay bà gì, là biết cho thật rõ ràng, thuận lý và khoa học. Hay là khi tu theo đạo thành rồi thì làm việc chi cũng phải hiểu biết cho thật rõ ràng, thuận lý, khoa học. 3 là công thức tu theo đạo như thế nào cũng phải hiểu biết cho thật rõ ràng, thuận lý và khoa học. 4 là khi đã tìm hiểu xong 3 phần nêu trên, nếu mình có thắc mắc, hỏi vị truyền bá đạo này có cho mình hỏi tự do hay không. Nếu cho mình hỏi tự do mà vị thầy này trả lời thuận lý và khoa học thì mình nên vào đạo này tu. Và khi đã tu thì phải triệt để thực hiện cho thật đúng 10 phần. 10 phần đó gồm có: phần thứ nhất là phải thực hiện thật đúng các bài giáo lý của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 2, phải học cho thuộc các quyển kinh của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 3, phải học cho rành các bài giáo lễ của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 4, là phải nghiêm chỉnh thực hiện thật đúng các luật của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 5, là phải nghiêm chỉnh thực hiện thật đúng các điều của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 6, là phải quyết chí tu đạt cho được tôn chỉ của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 7, phải quyết chí tu không sai cương lĩnh của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 8, phải khép mình vào phần nội quy của vị giáo chủ đạo đó dạy. Phần 9, phải mặc đạo phục cho thật đúng với vị giáo chủ đạo đó vẽ ra. Phần 10, phải xin vị thầy đại diện đạo cấp cho mình giấy hay bằng chứng nhận của đạo mà mình đã tình nguyện tu theo. Đây là 10 phần căn bản của đạo mà mình đã chọn và tu theo. Nếu mình tu theo các đạo mà không có đủ 10 phần cơ bản này, nếu mình vào tu cốt là để lừa đảo, lấy tiền của những người kém hiểu biết, thì sẽ bị nhân quả. Bị nhân quả khi còn sống thì bị người mình lừa đảo tố cáo với chính quyền, thì chính quyền phạt tiền nếu mình lừa đảo ít. Còn nếu mình lừa đảo nhiều thì chính quyền sẽ truy tố mình ra tòa, ở tù. Còn sau khi mình chết thì sẽ bị vị thần quản lý mình giao cho ban thần thực thi nhân quả cho đi làm hoa báo hay xuống địa ngục. Vì vậy, làm người mà tu theo các đạo phải nhớ kỹ các phần này. Nhiệm vụ thứ hai của con người là lo cho bản thân. Nhiệm vụ này cũng có 4 phần. Phần thứ nhất là sống đúng tư cách của một con người. Phần 2 là con người sống với nhau bằng nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phần 3 là con người sống phải có trí tuệ thật sáng suốt. Phần 4
Con người đừng tin lầm một điều gì, dù là nhỏ nhất. Nhiệm vụ thứ ba của một con người là lo cho gia đình. Nhiệm vụ này cũng có bốn phần. Phần một là không cho người trong gia đình làm chuyện phi pháp. Phần hai là không cho người trong gia đình làm chuyện mê tín dị đoan. Phần ba là không cho người trong gia đình tu theo đạo mơ hồ hay đạo tưởng tượng. Phần bốn, khuyến khích người trong gia đình nếu có tu thì tu theo đạo giác ngộ và giải thoát, nhưng phải có đầy đủ 12 phần của đạo. Thứ nhất, đạo đó phải có quyển giáo lý, có mấy bài của vị giáo chủ đạo dạy. Thứ hai, đạo đó phải có quyển giáo kinh, cũng có mấy bài kinh đọc. Thứ ba, đạo đó phải có quyển giáo lễ, cũng có mấy bài lễ để người tu hành lễ. Thứ tư, đạo đó phải có quyển giáo điều, cũng để người tu biết có mấy điều. Thứ năm, đạo đó phải có quyển giáo luật, cũng để người tu biết có mấy luật. Thứ sáu, đạo đó phải có tôn chỉ để biết đạo tu thành gì. Thứ bảy, đạo đó phải có cương lĩnh để người tu không sai. Thứ tám, đạo đó phải có nội quy, cũng để người tu biết có mấy nội quy. Thứ chín, đạo đó phải có đạo phục, để người tu biết tu theo đạo nào. Thứ mười, đạo đó phải có giấy hay bằng chứng nhận để trình chính quyền khi chính quyền hỏi. 11. Đạo đó phải cho người thắc mắc hỏi tự do thì mới là đạo chân thật. 12. Đạo đó phải có giấy cam kết là tu không sai thì mới là đạo đàng hoàng. Nhiệm vụ thứ tư của một con người là lo cho tổ quốc. Ở nhiệm vụ này thì cũng có bốn phần. Phần thứ nhất, tổ quốc mình có nước nào xâm chiếm, mình có sức khỏe đầy đủ thì vào quân đội để đánh đuổi quân xâm chiếm. Còn mình không có sức khỏe đầy đủ thì tham gia hậu cần để giúp quân đội. Phần 2, tổ quốc mình nhân dân mê tín thì tìm cách nào nói cho nhân dân đừng mê tín. Phần 3, tổ quốc mình nhân dân tu theo đạo mơ hồ nhiều quá thì tìm cách nói cho nhân dân mình biết đừng tu theo đạo mơ hồ nữa mà thành người không trí tuệ. Phần 4, tổ quốc mình nếu có đạo khoa học phổ biến ra mà được nhà nước cho phép thì đến tìm hiểu, thấy thật đúng thực tế và khoa học thì thông báo cho nhân dân biết hành theo, để tổ quốc mình có danh tiếng với các nước khác là nước mình có đạo khoa học. Còn nếu đạo khoa học mình hỏi mà trả lời ấp a ấp úng thì có văn bản đề nghị chính quyền dẹp bỏ tức khắc, để nước mình không có đạo lừa đảo. Trên đây là các nhiệm vụ của một con người. Cái loài thứ hai mà sống chung ở địa giới là loài thần. Loài thần được tổ chức và lập ra 10 bang hoạt động như sau. Đứng đầu loài thần là nhị vị thần chủ và thần mẫu, chịu trách nhiệm quản lý trái đất cũng như thân và tánh người về phần dương. Nhị vị thần chủ và thần mẫu có lập ra 10 bang quản lý trái đất cũng như thân và tánh người về phần dương, về sức mạnh. 10 bang đó gồm có: bang thứ nhất là trợ giúp thần chủ và thần mẫu giải quyết công việc sơ bộ. Bang thứ hai là cho phép kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất tìm hạt công đức. Bang thứ ba là tổ chức hành các lễ, gọi là bang nghi lễ thần. Bang thứ tư là quản lý thân và tánh người tìm 5 loại hạt đức. Bang thứ năm là trợ giúp thân và tánh người sống mạnh dạn, kiên cường. Bang thứ sáu là bang thần thực thi nhân quả. Bang thứ bảy là bang thần hộ pháp, hộ trì 5 pháp môn tu còn trong nhân quả của vị Phật dạy. Bang thứ tám là bang thần kim cang, hộ trì pháp môn thiền tông của vị Phật. Bang thứ chín là bang thần giữ cửa địa ngục. Bang thứ mười là bang thần giữ núi non sông hồ và biển cả. Cái loại thứ ba sống chung địa giới là loài thánh. Loài thánh thì được tổ chức
và cũng có lập ra năm ban hoạt động như sau. Đứng đầu loài thánh là nhị vị thánh chủ và thánh mẫu, chịu trách nhiệm quản lý trái đất cũng như thân và thánh người về phần dương. Nhị vị thánh chủ và thánh mẫu có lập ra năm ban quản lý trái đất cũng như thân và thánh người về tư cách. Ban thánh thứ nhất là trợ giúp thánh chủ và thánh mẫu giải quyết công việc sơ bộ. Ban thánh thứ hai là lập ra ba đạo thần, thánh, tiên để người tu tránh nhân quả. Ban thánh thứ ba là quản lý ba đạo thần, thánh, tiên. Ban thánh thứ tư là phụ giúp ban nghi lễ thần. Ban thánh thứ năm là phụ giúp thân và thánh người sống có tư cách của một con người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Loài thứ tư sống chung địa giới là loài tiên. Loài tiên cũng được tổ chức và có lập ra năm ban hoạt động như sau. Đứng đầu loài tiên là nhị vị tiên chủ và tiên mẫu, chịu trách nhiệm quản lý trái đất cũng như thân và tánh người về phần dương. Nhị vị tiên chủ và tiên mẫu cũng lập ra năm ban quản lý trái đất cũng như thân và tánh người về an nhàn, gồm các ban: ban 1 trợ giúp tiên chủ và tiên mẫu giải quyết công việc sơ bộ; ban 2 lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh; ban 3 quản lý nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh; ban 4 phụ giúp ban nghi lễ thần; ban 5 phụ giúp thân và tánh người sống an nhàn bằng trí tuệ thật sáng suốt, không tin sai lầm một điều gì, nhất là không tu, vì tu là bị nhân quả không thể giải thoát được. Loài thứ 5 mà sống chung địa giới là loài chúa. Loài chúa được tổ chức và có lập ra 6 ban hoạt động như sau. Đứng đầu loài chúa là nhị vị chúa chủ và chúa mẫu, chịu trách nhiệm quản lý trái đất cũng như thân và thánh người về phần âm. Nhị vị chúa chủ và chúa mẫu có lập ra 6 ban quản lý thân và thánh người về tìm hiểu và tu hành. 6 ban đó, thứ nhất, ban 1 là trợ giúp chúa chủ và chúa mẫu giải quyết công việc sơ bộ. Ban 2 là lập ra 3 đạo tu gồm hiển linh, tình thương, bác ái. Ban 3 là quản lý 3 đạo tu hiển linh, tình thương, bác ái. Ban 4 là nhập sắc người thích hiển linh để lập ra 3 đạo hiển linh, tình thương, bác ái do vị Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu làm trưởng ban. Ban 5 là nhập sắc người thích hiển linh để làm nhà tiên tri. Ban 6 là nhập sắc người khuyên tu theo 3 đạo hiển linh, tình thương, bác ái. Chú ý, khi pháp môn giải thoát của một vị Phật cho công bố ra mà có nhiều người hành theo, thì các vị cô hồn lợi dụng ban chúa hoạt động ban đêm không thể kiểm soát được, nên các vị cô hồn có lập ra ban thứ 7 có danh là phá pháp môn thiền tông bằng các hoạt động như sau. 1 là khiến người vào tu để cướp pháp môn thiền tông học này. 2 là khiến người chửi pháp môn thiền tông học này. 3 là khiến người phá pháp môn thiền tông học này. 4 là khiến người dẹp pháp môn thiền tông học này. 5 là khiến người triệt tiêu pháp môn thiền tông học này. 6 là nhập sắc người nói linh thiêng để không ai theo pháp môn thiền tông học này nữa, vân vân. Cái loài thứ 6 sống chung trong địa giới đó là loài súc sinh. Loài súc sinh thì có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là làm thức ăn cho loài người và các loài động vật khác. Nhiệm vụ thứ hai là làm phương tiện giúp loài người chuyên chở. Loài thứ 7 sống chung địa giới là loài thực vật. Loài thực vật thì cũng có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là làm thức ăn cho loài người và các loài động vật khác. Nhiệm vụ thứ hai là làm vật liệu giúp loài người xây dựng. Tôi xin mời anh hỏi tiếp ạ. À.